Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh yêu quý. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Hằng, giáo viên của trường mầm non Sao Mai. Trong các giờ học trước, chúng mình đã được bố mẹ cho xem những video của các cô giáo trong trường, cũng như được tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm thông qua các hoạt động trên các video đó. Để giúp các con phát triển ngôn ngữ một cách mạnh lạc, hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các bậc phụ huynh kể cho các con nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tên là Cáo, Thỏ và Gà Trống. Câu chuyện Cáo, Thỏ và Gà Trống. Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau, thỏ gặp bầy chó. Bầy chó hỏi: Thỏ ơi, làm sao mà bạn lại khóc thế? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, đừng khóc nữa, chúng tớ sẽ đuổi được cáo đi. Bầy chó và thỏ đi đến nhà thỏ. Bầy chó quát: Vù vù vù, cáo cút ngay đi. Còn cáo đang ngồi bên bệ lò sưởi, nói vọng ra: À mà nhảy ra chúng mày ăn xác. Bầy chó sợ quá, chạy thẳng vào rừng. Thỏ lại ngồi dưới gốc cây và khóc. Một bác thỏ đi ngang qua, bác thỏ hỏi: Tại sao thỏ khóc? Thỏ lại kể lại câu chuyện ấm ức của mình. Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, đừng khóc nữa, ta sẽ lấy lại nhà cho thỏ. Bác cậu ơi, bầy chó không đuổi được thì làm sao mà bác đuổi được? Thế mà ta đuổi được đấy. Nào, chúng ta cùng đi. Gấu và thỏ đi tới nhà thỏ. Gấu quát to: Cáo cút ngay đi. Còn cáo ở bên trong nhà nói vọng ra: Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác. Bác gấu sợ quá, chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới gốc cây và khóc. Có một bạn gà trống màu đỏ, trên vai cầm một chiếc hái, đi tới và hỏi thỏ: Thỏ ơi, làm sao mà bạn lại khóc thế? Hù, làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, bạn cứ yên tâm, tớ sẽ lấy lại nhà cho thỏ. Không được đâu bạn gà trống ơi, bầy chó đuổi mãi không được, bác gấu đuổi mãi cũng không xong, thì làm sao mà bạn đuổi được? Thế mà tớ đuổi được đấy. Nào, chúng ta cùng đi. Gà trống và thỏ đi đến nhà thỏ. Gà trống cất tiếng hát: Cú 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 cú, ta có hái trên vai, đi tìm cáo giam ác. Cáo ở đâu ra ngay ra ngay. Con cáo ở trong nhà sợ quá, mẹ nói: Chờ tôi mặc quần áo đã. Gà trống lại cất tiếng hát: Cú 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 cú, ta bắt hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay. Còn cáo sợ hãi, lại nói: Chờ
Chờ tôi mặc cái áo bông đã. Không có chờ gì hết. Lần này gà trống cất tiếng quá. Cú 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 cú. Ta bắt hái trên vai. Đi tìm cáo ra mắt. Cáo ở đâu ra máu ra mau. Con cáo sợ quá, chạy vọt vào rừng. Từ đó thỏ lại được ở trong ngôi nhà của mình. Các con ạ, vừa rồi cô đã kể cho chúng mình nghe câu chuyện cáo thỏ và gà trống đấy. Câu chuyện này nói về con cáo và con thỏ sống trong một khu rừng. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà. Các bạn chó và gấu cũng muốn giúp thỏ, nhưng vì nhút nhát đã không đuổi được cáo đi. Và cuối cùng, nhờ vào sự dũng cảm, bạn gà trống đã giúp thỏ lấy lại được ngôi nhà của mình rồi. Để câu chuyện này được hay hơn nữa, bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe cô kể lại câu chuyện. Từ ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau, thỏ gặp bầy chó. Bầy chó hỏi thỏ: Tại sao thỏ khóc thế? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ đuổi được cáo đi. Bầy chó và thỏ đi về nhà thỏ. Bầy chó nói: Go, 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 cáo cút mau. Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác. Bầy chó sợ quá, chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gấu đi qua, gấu hỏi: Tại sao thỏ khóc? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin ra nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, thỏ đừng khóc nữa, ta sẽ đuổi được cáo đi. Không, bác gấu ơi, bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, thì bác đuổi làm sao được? Đuổi được chứ. Gấu nói với giọng kiên quyết. Gấu và thỏ về đến nhà thỏ. Gấu gầm lên: Cáo, cút ngay. Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác. Gấu sợ quá, chạy mất. Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống màu đỏ đi qua, vài vác một cái hái. Gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi: Tại sao bạn thỏ lại khóc thế? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo thôi. Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, gấu đuổi mãi không xong, thì anh đuổi làm sao được? Thế mà tôi đuổi được đấy. Nào, đi. Gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ. Gà trống cất tiếng hát: Cúc cu cu cu. Ta vác hái trên vai. Đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay ra ngay. Cáo sợ quá bảo: Tôi đang mặc quần áo ạ. Gà trống lại hát: Cúc cu cu cu. Ta vác hái trên vai. Đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay ra ngay. Cáo nói: Chờ tôi mặc áo bông đã. Lần này thì gà quát lên: Cú
cu cu cu. Tá vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay ra ngay. Cáo từ trong nhà nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình. Vừa rồi cô đã kể cho chúng mình nghe câu chuyện. Bây giờ cô Hằng muốn thử tài các bé yêu của trường mầm non Sao Mai thông qua những câu hỏi xoay quanh nội dung câu chuyện này. Mỗi câu hỏi cô đưa ra hai đáp án, đó là đáp án A, B. Sau mỗi câu hỏi, cô sẽ cho thời gian là 5 giây suy nghĩ. Sau đó, các con sẽ lựa chọn đáp án đúng để trả lời cho ông bà, bố mẹ cùng nghe nhé. Chúng mình đã sẵn sàng tham gia trả lời câu hỏi cùng với cô Hằng chưa? Sau đây, chúng mình hãy cùng đến với câu hỏi thứ nhất. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện có tên là gì? Đáp án A, cáo, thỏ và gà trống. Đáp án B, bác gấu đen và hai chú thỏ. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Thời gian đã kết thúc rồi. Chắc hẳn mỗi một bạn đã có đáp án cho riêng mình. Còn đáp án đúng của cô Hằng đưa ra đó là đáp án A, cáo, thỏ và gà trống. Cô xin chúc mừng những bạn nào đã có đáp án đúng trong câu hỏi đầu tiên. Bây giờ chúng mình hãy đến với có câu hỏi thứ hai. Trong truyện có những nhân vật nào? A, cáo, thỏ, gà trống, gấu, chó. B, hổ, thỏ, sóc, nhím. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án của câu hỏi này chính là đáp án A. Trong câu chuyện có nhân vật cáo, thỏ, gà trống và gấu chó đấy. Chúng mình hãy cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé. Nhà của cáo làm bằng gì? Đáp án A, làm bằng rơm. Đáp án B, làm bằng băng. Đáp án đúng của câu hỏi này đó là đáp án A đấy. Xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời đúng. Chúng mình hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Mùa xuân đến, điều gì đã xảy ra? Đáp án A, nhà cáo tan ra thành nước. Đáp án B, nhà cáo bị cháy. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là đáp án A đấy. Vừa rồi chúng mình đã trải qua các gói câu hỏi rất là hay và ý nghĩa, nói về nội dung của câu chuyện đấy. Thế chúng mình có biết tại sao gấu và chó không đuổi được cáo đi không? Các con ạ, bạn chó và bác gấu tuy tốt bụng nhưng còn nhút nhát nên chưa đuổi được cáo đi. Còn bạn gà trống chẳng những tốt bụng mà còn dũng cảm nên đã đuổi được cáo đi và lấy lại nhà cho bạn thỏ đấy các bạn ạ. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại lời của anh gà trống nào. Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay ra ngay. Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống đã khép lại. Thông qua câu chuyện này, cô cũng như các bậc phụ huynh muốn gửi gắm tới chúng mình một thông điệp nhỏ, đó là các con phải biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh mình. Đồng thời, chúng mình phải có một lòng dũng cảm để vượt qua những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Câu chuyện của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con vào một ngày gần nhất.